Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Bếp Cô Mẩy. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để tỉa một chú chim sẻ từ củ cà rốt trang trí trên bàn ăn. Tuy nó chưa đẹp, chưa giống lắm nhưng là mình đã biết cách để biến được một củ cà rốt rất bình thường thành chú chim sẻ nhỏ nhắn xinh xắn để bày lên các bàn ăn nhé. Mời các bạn cùng đón xem. Nguyên liệu mình sẽ có một cái củ cà rốt bình thường như này thôi. Mình căn ra để mình tỉa chéo hai cái bên này để tạo cái đầu của con chim sẻ. Đây là tạo cái mỏ. Trong ẩm thực thì việc sử dụng cà rốt để tỉa thành hình những bông hoa, những chiếc lá và các con thú vật nhỏ nhắn xinh xắn để trang trí cho món ăn thì giờ đây đã trở nên khá phổ biến và gây được ấn tượng rất là mạnh mẽ trong lòng thực khách. Còn đây là tạo đôi mắt cho chú chim sẻ. Thì mình đã chuẩn bị hai cái hạt đỗ đen đây rồi để làm cái mắt cho bạn ấy thêm sinh động. Bên tiếp tục tỉa bên này nữa. Mình sẽ bo cái phần lưng của cái con chim này. Và bây giờ mình sẽ tỉa cái mỏ. Mình sẽ đi một cái chữ V hơi cong cong để tạo thành cái mỏ của con chim. Và con dao này lướt xuống dưới để tạo cái ức. Trong cái món chim sẻ quay thì cái phần ức của con chim này là ngon nhất đấy, nó rất là nhiều thịt ạ. Chỗ này là mình bo cái phần giữa cái lưng và cổ của con chim. Thật ra thì cái đầu này vẫn chưa đẹp lắm vì nó phải hơi tròn tròn một tí cơ, nhưng mà mình để to quá. Tỉa xong thì mình sẽ dọn xung quanh đi để cho nó có một cái đường viền, nó phân chia rõ ràng ra cái phần từ gáy cho đến đầu của con chim và cái phần lưng của nó. Tiếp đến là mình sẽ tạo cái đôi cánh. Đây là mình tỉa cái con chim sẻ này là cái đôi cánh của nó đang khép lại. chim ấy thì mình tỉa những cái lớp lông nó biểu hiện như là nó ngắn và nó mềm mại đấy, ở cái bên vai của cái con chim này. Còn tiếp đến là cái phần cánh của nó là những cái lông vũ, nó dài hơn và nó cứng hơn. Chia ra cái phần lưng riêng, và cái chỗ này là mình tỉa cái đuôi. Mình sẽ bắt đầu tỉa cái đuôi của con chim. Cái đuôi của con chim thì cũng toàn là những các cái lông vũ nó dài và nó cứng. Cắt cái phần này đi để tạo cái đuôi cho nó cong cong. Còn bây giờ mình sẽ tỉa cái chân. Chân con chim thì nó chỉ có 4 ngón thôi. Ồ, nhìn cũng hơi giống rồi các bạn ơi. Mình sẽ gắn thử vào đây xem. Trông cũng giống cái chân của con chim sẻ ra phết đấy. Mình tiếp tục tỉa cái chân thứ hai. Bây giờ là công đoạn cuối cùng, mình sẽ gắn đôi mắt cho bạn ấy này. Cho chút keo 502 vào đây là gắn được ngay. Sang một bên, còn bên này nữa. Cho hai hạt đỗ đen vào hai bên, thế là đã thành đôi mắt của bạn ấy rồi. Tiếp tục là mình sẽ gắn cái chân. Như vậy là bây giờ mình đã hoàn thành xong một cái chú chim sẻ từ cái củ cà rốt đây rồi các bạn ơi. Nhìn nó cũng tương đối là giống đấy. Tuy là cái mỏ này mình tỉa là hơi to một chút này, và cái đầu nó chưa được tròn. Nhưng mà lần đầu tiên mình tỉa chú chim sẻ thì mình thấy như thế này là mình ưng ý rồi. Trong các món ăn thì ngoài cách nấu nướng khéo với các hương vị thơm ngon thì cách trình bày và trang trí món ăn để làm sao cho nó đẹp mắt thì cũng rất là quan trọng. Điều này vừa thể hiện được cái sự tài năng cũng như là tính chuyên nghiệp của người đầu bếp. Trong các cái nhà hàng tổ chức đám cưới hoặc là tổ chức các sự kiện đấy thì mình thấy người ta cũng rất là hay trang trí những các cái con vật đáng yêu như là con cá, con tôm, con cua hoặc chim thiên nga rồi là chim sẻ. Mình đã thấy rất là thích ạ. Trong các cái video trước thì mình đã tỉa được con tôm từ củ cà rốt, tỉa đôi chim thiên nga từ củ cải và tỉa chim thiên nga từ quả cà chua. Và hôm nay thì mình tỉa chú chim sẻ từ củ cà rốt này. Tuy nó chưa đẹp và chưa giống lắm, nhưng mà với mình như thế này là mình đã cảm thấy rất là vui rồi ạ. Mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn nhấn like, đăng ký để ủng hộ cho mình có động lực làm các video tiếp theo hay hơn nhé. Cảm ơn các bạn.